Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 2 tháng 3 năm 2021. Giá cá tra tại khu vực các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ. Hậu Giang duy trì ổn định ở mức 20 đến 20.500 đồng 1 kg. Cá tra giống size 30 35 con giá 25 đến 26.500 1 kg. Giá ếch thịt khu vực Đồng Tháp An Giang giá 36 đến 37.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 100.150 con 1 kg giá 700 đồng 1 con. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi giá cá lóc, cá điêu hồng, cá rô phi, cá rô, cá thắt lát, cá chê vàng theo bảng giá sau. Cũng như liên kết ở phần bình luận nhé. Hôm nay giá tôm ổn định. Cụ thể giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng. Bạc Liêu như sau. Giá tôm thẻ size 25 con giá 200.000 đồng 1 kg. Size 30 con lớn 178.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ 176.000 đồng. Size 40 con lớn 150.000 đồng 1 kg. Size 40 con nhỏ 148.000 đồng. Size 50 con 138.000 đồng 1 kg size 60 con đang ở mức 125.000 đồng 1 kg. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.